Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ băng tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, tòa nhà sụp đổ sau trận mưa lớn kỷ lục gây ngập lụt ở Bengaluru, Ấn Độ. Ít nhất là 15 người đã được giải cứu khỏi một tòa nhà bị sập tại một công trường xây dựng sau trận mưa lớn qua đêm đã làm ngập một số khu vực của thủ đô công nghệ Bengaluru của Ấn Độ vào hôm thứ Ba. Một viên chức cảnh sát địa phương đã nói với Reuters rằng lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm thêm những người lo ngại bị mắc kẹt. Vào hôm thứ Ba thì người dân phải đối mặt với tình trạng đường xá ngập nước, cây đổ và nhiều xe hơi trôi nổi trên mặt nước sau khi trận mưa như trút nước vượt qua kỷ lục về lượng mưa cao nhất trong 24 giờ đồng hồ trong vài thập kỷ qua. Các cảnh quay được ghi lại đã cho thấy mọi người được cứu trên thuyền, mang theo đồ đạc của họ khi họ được đưa đến những nơi an toàn. Thành phố Bengaluru, từng được gọi là thành phố vườn của Ấn Độ, đã phải chịu đựng nhiều vấn đề khác nhau từ tình trạng tắc nghẽn giao thông cho đến các cơ sở hạ tầng dân sự kém do quá trình đô thị hóa nhanh chóng, với việc các hồ nước của thành phố bị lấn chiếm, chặn các kênh đào kết nối. Đợt lũ lụt mới nhất trái ngược với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng vào hồi đầu năm nay. Lahore của Pakistan đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Thành phố Lahore ở phía đông của Pakistan đã giữ vị trí đầu tiên vào hôm thứ Tư trong danh sách thời gian thực về các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số chất lượng không khí là 291 vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương. Theo nhóm IQ Air của Thụy Sĩ, nhóm này chuyên phân loại chất lượng không khí là nguy hiểm. Sương mù dày đặc vào sáng thứ Tư đã bao trùm thành phố. Ông Imran Hamishay, một viên chức cấp cao của Cơ quan Bảo vệ Môi trường cho biết, mức độ ô nhiễm có thể còn tồi tệ hơn nếu các nỗ lực đang diễn ra của chính phủ không được thực hiện. Theo khuyến cáo do Cục Khí tượng Pakistan ban hành vào hôm thứ Ba, tình trạng sương mù và khói bụi thường xảy ra từ tháng 11 đến tháng 12 khi đất nước bước vào những tháng mùa đông. Chất lượng không khí xấu đi vào những tháng lạnh hơn vì hiện tượng nhiệt giữ ô nhiễm gần mặt đất hơn. Lahore và thủ đô New Delhi của Ấn Độ nằm trong số những thành phố ô nhiễm nhất thế giới. Lahore là thủ phủ của tỉnh Punjab của Pakistan, nơi Bộ trưởng Chính phủ đã kêu gọi ngoại giao khí hậu với Ấn Độ để chống ô nhiễm. Tòa án ở Tây Ban Nha đình chỉ vụ án của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Báo chí nhà nước dẫn thông tin từ một người Việt ở Tây Ban Nha cho biết là tòa án của Tây Ban Nha đã ra quyết định lưu trữ hồ sơ và đình chỉ có điều kiện vụ án của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng do không tìm thấy bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. Vào hồi tháng 6 năm 2022, các tờ báo địa phương của Mallorca đã cho biết là có hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam bị bắt giữ với cáo buộc hiếp dâm một cô gái 17 tuổi người Anh nhưng không nêu danh tính. Tuy nhiên, thì báo chí sau đó cũng đã phát hiện ra việc hai nhạc sĩ và diễn viên này có lịch trình trùng với hai người trong vụ án. Bà Trần Trà My là người xưng là hỗ trợ phiên dịch và theo suốt vụ án cho hai nghệ sĩ vào hôm ngày 22 tháng 10 cho hay là bà đã cầm trên tay phán quyết của tòa án. Bà viết trên trang mạng Facebook cá nhân là với sự công minh của mình, vào hồi tháng 7 năm 2024, Tòa án Tây Ban Nha đã ban hành phán quyết về việc không tiếp tục điều tra, xét xử và quyết định lưu trữ hồ sơ vụ án do không tìm ra được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. Trong cuộc điện thoại với phóng viên RFA vào ngày 23 tháng 10, bà My cũng đã xác nhận thông tin đăng tải nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong phần trả lời bình luận dưới bài đăng, bà Trà My đã đề nghị liên hệ với tòa án xác minh thông tin. Phóng viên gửi email tới tòa án Palma de Mallorca và Bộ Tư pháp của Tây Ban Nha để hỏi thông tin về vụ án này nhưng chưa nhận được ngay lời trả lời. Theo tờ Mallorca Daily Bulletin là tin tức hàng ngày đã cho biết là 2 tháng sau khi bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt giữ và cho tại ngoại, tòa án đã trả lại passport và cho phép cả hai trở về nước. Truyền thông Việt Nam cũng cho biết vụ này cũng đã ảnh hưởng lớn đến danh tiếng và công việc của cả hai. Sau khi trở về Việt Nam, ông Hồ Hoài Anh cũng đã xin nghỉ việc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi ông làm giảng viên. Trong khi đó, thì đài truyền hình Việt Nam VTV cũng đã dừng chiếu phim có sự tham gia của Hồng Đăng và ông cũng thôi việc tại nhà hát kịch Hà Nội. Cao tốc và đường sắt cao tốc nối Lào với Việt Nam bị trì hoãn do thiếu vốn. Việc xây dựng đường sắt tốc độ cao và đường cao tốc kết nối giữa Lào và Việt Nam trị giá hàng tỷ Mỹ Kim đang bị trì hoãn vì thiếu vốn, khi vào vẫn đang phải gánh những khoản nợ lớn. Một viên giới chức thuộc Bộ Giao thông và các công trình công cộng của Lào cho RFA đã biết, đường sắt tốc độ cao dài 555 km kết nối cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh của Việt Nam tới thủ đô Viêng Chăn của Lào đã được bắt đầu xây dựng từ cách đây ít nhất 5 năm. Hiện cũng đã có những thảo luận về việc xây dựng cao tốc 4 làn đường có chiều dài 725 km kết nối Viêng Chăn với thủ đô Hà Nội. Dự án này có chi phí ước tính là 772 triệu Mỹ Kim, theo truyền thông nhà nước Việt Nam đưa tin. Vào năm 2023, giới chức của chính phủ Lào cho biết họ hy vọng có thể sớm bắt đầu xây dựng đường sắt cao tốc vào năm nay. Nhưng những vấn đề khó khăn về kinh tế và gánh nặng nợ lớn đã khiến cho các nhà đầu tư lo ngại. Tổng nợ của Lào trong năm 2023 là 14 tỷ Mỹ Kim, theo một báo cáo được công bố vào hồi năm ngoái của Bộ Tài chính. Khoảng 51% với các khoản nợ này là với Trung Quốc, quốc gia đã giúp Lào xây dựng đường sắt tốc độ cao trị giá 6 tỷ Mỹ Kim, được hoàn tất vào năm 2021. Các khoản đầu tư chủ yếu của Trung Quốc về đường xá và đập thủy điện cũng đóng góp vào khoản nợ lớn này của Lào và hiện đã tăng lên 112% tổng GDP của Lào, theo các giới chức thuộc Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Đường sắt kết nối cảng Vũng Áng sẽ đi qua tỉnh miền Nam Lào là Khammouane. Các đánh giá về ảnh hưởng vào môi trường và các nghiên cứu khác về dự án đường sắt này đã hoàn tất. Theo đó, chi phí cho dự án là 6 tỷ Mỹ Kim, theo viên chức của Bộ Ngoại Giao thông và các công trình công cộng Lào đưa tin. Dự án ban đầu được đề nghị là liên doanh giữa công ty của Lào là Petroleum Trading Lào Public Company và công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả. Nhưng phía bên Lào vẫn đang có khó khăn về tài chính và phải rút đơn khỏi dự án. Bên tập đoàn bên Lào đã ký thỏa thuận vào năm ngoái với tập đoàn của Hàn Quốc là Yosin Engineering Corporation và Korean National Railway để tiến hành nghiên cứu khả thi và thiết kế đường sắt cao tốc. Tuyến đường sắt cao tốc sẽ kết nối Lào với các tuyến đường biển quốc tế, đồng thời làm giảm chi phí hậu cần và giảm sự lệ thuộc của Lào vào giao thông đường bộ cho xuất nhập cảng. Kính thưa quý vị, đã tìm thấy những bức khắc trên tấm đồng của William Blake khi còn là thiếu niên. Các nhà nghiên cứu đằng sau khám phá này đã cho biết một loạt các bức vẽ nguệch ngoạc được khắc trên các tấm đồng của William Blake khi còn là một cậu bé, tiết lộ những khoảnh khắc luyện tập riêng tư cũng như là các chủ đề sau này sẽ xuất hiện trong tranh và thơ của ông. Ông Blake được xem là một nghệ sĩ có tầm nhìn xa và là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất của tiếng Anh, vẫn có ảnh hưởng to lớn gần 2 thế kỷ sau khi ông qua đời. Bài thơ Antidose Fit in Incent Times của ông được hát tại các trường đại học và sự kiện thể thao, thường được xem là quốc ca không chính thức của Anh Quốc, trong khi The Tiger là một phần chính của sách giáo khoa tiếng Anh. Ông Crosby là phó giáo sư khoa văn học tại Đại học bang Kansas đã cho biết, bức vẽ không có chữ ký nhưng các họa tiết được thể hiện trong đó là thời kỳ chúng được tạo ra đều chỉ cho ông Blake là tác giả của chúng. Nhiều bản khắc không thể nhìn thấy bằng mắt thường và được tìm thấy bằng công nghệ quét mới, có độ phân giải cao tại thư viện Bodleian ở Oxford, nơi các tấm đồng đã được di chúc vào năm 1809. Các bức vẽ xuất hiện ở mặt sau của các tấm đồng được thợ khắc James Boucher sử dụng để tạo ra các bản in hình ảnh, các chính để in sách minh họa vào thời điểm đó. Một trong 2 người học viện của Boucher vào thời điểm này là một Blake trẻ tuổi. Ông Crosby cũng đã cho biết là những bức vẽ nguệch ngoạc tiết lộ một Blake trước Blake, hé lộ những khoảnh khắc thân mật của một người học viên trẻ tuổi đang mài giũa nghề nghiệp. Ông Crosby, người có nghiên cứu sẽ xuất hiện trên 2 tạp chí được bình duyệt, cho biết là các bức vẽ cũng cung cấp cái nhìn sâu hơn về tính cách của ông Blake khi ông còn trẻ, lúc đang thực tập tại xưởng vẽ của ông Boucher. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay cùng với đài truyền IBC TV do sứ môn viên Bảo Khanh và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và xin chúc cho quý vị có một buổi tối an lạc và hạnh phúc. Xin ân ái kính chào quý vị.